Rồi. Mời con lên đây. Con tên là gì, ở đâu? Dạ, con tên là Hồng Vũ. Con ở từ Mỹ. 13 năm con không có về Việt Nam. Mà con lên. Hồng Tú ở bên Mỹ. Hồng Vũ ở bên Mỹ. Cô bao nhiêu tuổi? Cô làm gì bên Mỹ? Dạ, con 46 tuổi. Con được ơn thứ nhất đó là 17. Con bị bệnh. Bệnh cũng cố gắng nói to lên, vì nếu mà làm chứng mà không nói to thì người ta không nghe được, coi như lời chứng của mình nó không có giá trị nữa rồi. Nói to lên. Dạ. Con ơn thứ nhất đó, là 13 năm nay đó, là con không có muốn về Việt Nam. Nhưng mà con coi trên mạng đó, tự nhiên con thấy sao con chỉ muốn ở về Việt Nam để thứ nhất là cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cho con được chứng kiến những hồng ân của Chúa ban cho. Rồi ơn thứ hai đó, là Chúa đã chữa bệnh cho bố con bị tai biến, bị tiểu đường, chết đi sống lại rất nhiều lần, mà con nói là chỉ có toa thuốc không bác sĩ chữa bệnh cho bố con. Rồi con được một người khách, họ tự động họ cho con 500 đồng, mà con nói là con không biết làm gì hết. Xong con thấy cái băng của cha đó nó hiệu nghiệm quá, thế là con mua được 46 băng. Lần trước chưa về Việt Nam thì con gửi ra ngoài Quảng Bình để giúp cho những người ta. Rồi ơn của Chúa cho thằng con có một thằng con của con 11 tuổi, con cứ nững nượng không có muốn về, mà thằng con của con nó nói là má đi về đi, con cho má tiền vé máy bay, tiền birthday của con cho má tiền để má mua quà cho người nghèo. Thôi hôm nay con mua thêm 50 băng nữa để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và chia sẻ cho những người không có. Rồi con về đây từ thứ bảy mà con bị nhiều chuyện gia đình, con bệnh mà con không thở nổi luôn. Hồi hôm nay là lòng của con không có muốn đi tới cha một tí nào hết. Con lên trên xe ngồi mấy tiếng mà con không thở nổi. Nhưng mà từ lúc con tới đây cha rờ cổ con và con cảm thấy bây giờ con nói hơi yếu, nhưng mà Chúa đã cho con rất là, con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và những ước mơ 13 năm con chưa bao giờ con nghĩ, bữa nay con đứng đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin. Đây, thưa anh chị em. Có những người lên đây nhận những cái máy để đi loan truyền, còn có những người lên đây là gửi tặng lại những cái máy để cho những người vùng sâu vùng xa. Xin tạ ơn Chúa thay mặt cho cộng đoàn đón nhận những cái món quà của lòng thương xót Chúa, và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi cho những cái vùng sâu vùng xa. Thì có một cô là cô ấy đi hết trong cái vùng sâu vùng xa đến 400 gia đình, ghi từng tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và hoàn cảnh từng gia đình một, 400 gia đình. Và cô lên đây, cô trình cho tôi cái danh sách đó và đến hỏi từng người coi họ có muốn đón nhận lòng thương xót Chúa hay không để gửi tặng cho họ cái máy đó. Mà đến 3/4 là những người ngoại đạo mà họ đón nhận. Xin 400 cái máy rồi, 400 gia đình, 3/4 là ngoại đạo. Thì chúng tôi mới thấy được rằng là ngày hôm nay rất nhiều anh chị em, kẻ thì giúp của, người thì giúp công, người thì giúp sức, người thì giúp lời cầu nguyện. Nhờ đó mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Mà bằng chứng là một người từ bên Mỹ trở về sau 13 năm không muốn quay trở về, nhưng lòng thương xót Chúa thúc đẩy bởi một đứa con mà nó bao nhiêu tuổi? Dạ, 11 tuổi mà. Đứa con 11 tuổi mà để dành cái tiền mà mừng sinh nhật để mua vé máy bay cho mẹ, để thúc đẩy mẹ về Việt Nam đến tận nơi để tạ ơn Chúa, lên làm chứng cho Chúa và dùng cái số tiền mình có để mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Hallelujah! Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, xin mời con.